Qua công tác tuần tra kiểm soát lúc 17 giờ 10 phút ngày 8 tháng 8 tại km 783 trên quốc lộ 1, lực lượng trạm cảnh sát giao thông Hải Lăng thuộc phòng cảnh sát giao thông công an Quảng Trị phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh nhận được tin báo về việc một hành khách có nghi vấn vận chuyển trái phép ngoại tệ đang trên xe ô tô khách mang biển kiểm soát 5B07 lưu thông theo hướng Huế Đông Hà. Bằng biện pháp nghiệp vụ, đến 17 giờ 10 phút ngày 8 tháng 8 tại km 783 trên quốc lộ 1, cán bộ chiến sĩ trạm cảnh sát giao thông Hải Lăng phối hợp lực lượng phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh tiến hành đón lõng xe ô tô khách nói trên. Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện trong hành lý của hành khách Nguyễn Thị Loan, 52 tuổi, trú khóm Tây Chính, thị trấn Lao Bảo, có hơn 410.000 đô la Mỹ, tương đương khoảng 9,5 tỷ đồng.